Chào mọi người, bây giờ mình sẽ chia dữ liệu của ổ cứng mà không làm mất đi cái dữ liệu của ban đầu của nó. Ở đây mình có cái ổ đĩa C là 100 GB. Ở đây là 353 GB. Thì mình muốn chia cái ổ D này ra làm hai, mà muốn giữ nguyên cái dữ liệu của nó, hoặc là ổ C mình nhiều quá mình muốn chia bớt đi, hoặc là ổ C nó thiếu mình muốn chia bớt từ ổ đĩa khác qua. Bây giờ mình dùng cái phần mềm mà Minitool bật Tizen giải nén cái file này ra. Ở bên trong này có cái file cài đặt. Cho xếp nét và tiếp tục. Rồi. Phần mềm này mình phải đăng ký thì mới sử dụng được. Đây là phần mềm có bản quyền, nếu không đăng ký thì mình chỉ chia ra được nhưng mà không có apply nó được.